lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dung, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phục quyền của toàn dân. Lực lượng 47 liệu có bảo vệ được độc tài? Tác giả Trần Diệu Trần. Ngày Giáng sinh 2017 vừa qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Cộng sản Việt Nam đã chính thức cho ra mắt công luận về lực lượng mang tên 47, có khoảng 10.000 quân. Sau non 2 năm chuẩn bị vào đầu năm 2016, lực lượng này đang có mặt ở tất cả các đơn vị, cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của quân đội. Tại sao bây giờ mới tuyên bố về lực lượng 47? Lực lượng 47 được khai sinh từ năm 2011, dựa theo Nghị định 47 Quân đội Trung ương ngày 1 tháng 11 năm 2011, có nhiệm vụ tuyên truyền trên không gian mạng, chống lại các quan điểm sai trái thù địch với Cộng sản Việt Nam, hay những đối tượng cơ hội chính trị trong quân đội. Mục tiêu ghi rõ trong nghị định này là quản lý, không để văn hóa phẩm xấu độc xâm nhập vào đơn vị mình. Điều này cho thấy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng thêm lo ngại hiện tượng diễn biến hòa bình đang xoáy mạnh trong tập thể quân đội, nên đã phải dùng lực lượng 47 để theo dõi, ngăn ngừa phản động trong quân đội. Nói cách khác, việc thành lập lực lượng 47 cho thấy chế độ đang run sợ. Thứ nhất, các phản ứng chống đối của người dân. Thứ hai, thành phần quân nhân và đảng viên xa rời đảng đứng về phía nhân dân. Cả hai nỗi sợ này đang lớn dần. Bằng chứng của sự sợ hãi này đến từ những phát biểu của một số cán bộ cao cấp Cộng sản Việt Nam. Tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và hoạch định công tác cho 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Sài Gòn ngày 25 tháng 12 năm 2017. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên thường trực Ban Bí thư nhận định. Người ta đặt câu hỏi là một lực lượng làm công tác tuyên giáo hùng hậu như thế này, chúng ta có tới 800 tờ báo cách mạng, vậy mà chúng ta lại chịu thua trên mặt trận này. Đây thực sự là một thách thức và nhấn mạnh, phải chủ động thông tin tích cực, tức tuyên truyền, tẩy não trên mạng xã hội, Internet, nhằm góp phần thông tin tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cùng buổi, trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng báo động hiện đang có tình trạng cán bộ, đảng viên đi tìm nhiều thông tin xấu trên mạng. Cùng buổi, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân cho rằng những thách thức và nguy cơ về công tác tư tưởng mà thành phố phải đối diện rất gay gắt hơn nơi nào hết và hơn bao giờ hết. Cùng buổi, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Cộng sản Việt Nam nhận định, Quân ủy Trung ương hết sức quan tâm xây dựng lực lượng thường trực phản bác các quan điểm sai trái. Lực lượng bảo vệ an ninh, tư tưởng trong quân đội cũng phát triển và tới đây sẽ có lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ tác chiến không gian mạng. Nên chúng ta hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải sẵn sàng chủ động tác chiến, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Những lo ngại nói trên đã gia tăng với số lượng người sử dụng mạng Internet tại Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Từ con số 7 triệu người sử dụng Internet vào năm 2007, ngày nay 63% dân số, 93 triệu người có thể truy cập mạng Internet.
hơn 72 triệu người sử dụng điện thoại di động và thông minh và non 60 triệu người dùng Facebook vào năm 2017, đứng thứ 7 trên thế giới. Rõ ràng là mạng xã hội đã giúp mở rộng không gian liên lạc và trao đổi từ Việt Nam ra khắp mọi miền, mọi nơi trên thế giới. Đây là môi trường mà các nhà hoạt động yêu nước tìm đến nhau, chia sẻ thông tin và bức tung bức màn bưng bít thông tin, vạch ra những sai trái xuyên tạc của chế độ. Internet đã giúp kết nối những tấm lòng, giúp người dân vượt qua sự sợ hãi, tìm đến nhau, chia sẻ những suy tư và phương thức hoạt động để chấm dứt độc tài và phục hồi quyền làm người cho dân tộc. Cộng sản Việt Nam đòi Facebook, Google hợp tác với bộ máy kìm kẹp tư tưởng. Vào tháng 2 năm 2017, lãnh đạo Hà Nội đã yêu cầu Facebook và YouTube xóa các nội dung độc hại từ các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam sống ở hải ngoại, nhưng đã không được các công ty này hợp tác. Tức giận, chế độ đã kêu gọi những công ty Việt Nam không quảng cáo với YouTube để làm áp lực, đồng thời đe dọa công ty nào có quảng cáo xuất hiện trên các video phản động sẽ bị phạt. Tuy nhiên, Reuters cho biết các video chống Cộng sản Việt Nam vẫn tràn ngập trên mạng Internet. Tháng 8 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đòi phải siết chặt thông tin mạng trước những hoạt động của các thế lực thù địch do dân, bởi dân và vì dân. Vì chúng không những tác động lên vấn đề an ninh mạng mà còn tác hại đến uy tín không có của lãnh đạo đảng và nhà nước. Tại buổi tọa đàm do Hội Truyền thông số tổ chức ngày 21 tháng 11 năm 2017 dự thảo luật an ninh mạng, đòi nhà cung cấp dịch vụ mạng phải đặt cơ quan đại diện máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước Việt Nam. Nhưng đề nghị này đã bị các đại biểu phản đối dữ dội, cho là trái với cam kết mà Việt Nam đã hứa với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và Hiệp định Thương mại Tự do EU và Việt Nam. Đồng thời, việc kiểm soát Internet sẽ có hại cho nền kinh tế. Sự thất bại của lực lượng dư luận viên. Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã bắt chước Trung Cộng về mô hình đội quân 50 xu đang nuôi một lực lượng khoảng 80.000 dư luận viên thao túng trên không gian mạng từ nhiều năm qua. Tên gọi được đặt theo giá biểu 50 xu một cầm mà Bắc Kinh trả cho đội quân lớn gấp 20 lần lực lượng dư luận viên của Cộng sản Việt Nam, khoảng 300.000 người vào thời điểm 2010, 2 triệu vào năm 2014. Nhưng ngày chính lực lượng dư luận viên của Trung Cộng cũng phải nhìn nhận là không hiệu quả. Vấn đề là tại sao quân đội lại cần có thêm quân số 10.000 tay chuột để làm gì? Phải chăng dư luận viên quá yếu, vừa không hiệu quả, vừa tạo ra hình ảnh vô văn hóa cho chế độ với những câu chửi tục, chửi rủa, thô tục, hạ cấp, những ý tưởng lý luận ngờ nghịch, những dự kiện không bằng chứng, do đó cần phải bổ sung hay thay thế. Càng ngày, người tham gia mạng xã hội càng đông, các nhà dân chủ từ online xuống offline càng nhiều. Khí thế đấu tranh ngày càng gia tăng, sự phẫn nộ của người dân càng bùng phát lớn khi chế độ không còn có thể giấu giếm những lỗi lầm tày trời. Điển hình là những buổi tranh đấu chống Formosa vẫn còn đang sôi sục gần suốt 2 năm qua. Những vụ tranh đấu của nhân dân xã Đồng Tâm, của tài xế tại Carport, tất cả đều được chuyển tải lên mạng một cách nhanh chóng, luồng thông tin quốc nội, hải ngoại đến với nhau trong tích tắc. Do đó, cần phải gia tăng kiểm soát và đe dọa, dù có là lấy thúng úp vòi đi chăng nữa. Đặc biệt, những phân hóa trầm trọng trong nội bộ đảng được phơi bày kỹ lưỡng qua Internet bởi chính những thành phần cao cấp trong đảng với những chi tiết thâm cung bí sử bày khắp thế giới. Do đó, cần phải dùng tới hàng ngũ quân đội vốn được ăn lương nhiều hơn dư luận viên, được đào tạo và đưa vào kỷ luật kỹ hơn để làm gián điệp ngay trong hàng ngũ nội bộ và trong quân đội. Tóm lại, nỗi lo sợ của đảng trước tình hình bấp bênh
trực chờ bùng nổ của xã hội và sụp đổ của cơ chế hàng ngũ đã khiến cho Cộng sản Việt Nam phải tuyên bố sự kiện 10.000 quân số chuột được bổ sung vào hàng ngũ quân đội để nhằm đe dọa tinh thần phong trào chống đối đang gia tăng, đồng thời trấn an chính guồng máy chế độ đang càng ngày càng lung lay và bất lực. Giải pháp vô hiệu hóa lực lượng 47. Mục tiêu của lực lượng 47 không khác gì mục tiêu của lực lượng dư luận viên trước đây, bao gồm gián điệp mạng để ăn cắp thông tin kinh tế, kỹ thuật, tài chánh, thu thập thông tin về các tổ chức đấu tranh và các nhà đấu tranh dân chủ, theo dõi, ăn cắp dữ kiện cá nhân, thả virus độc, tung tin giả, xuyên tạc, hủy hoại niềm tin, tấn công uy tín những cá nhân và tổ chức đấu tranh, tạo sự phân hóa, tung hỏa mù, gây hiềm khích, hoang mang và chia rẽ. Tuyên truyền trắng trợn, trắng đen, xám nghĩa là đủ mọi hình thức, kể cả tin giả, để tấn công vào chính nghĩa và các nhà dân chủ hay tổ chức đấu tranh, để điều hướng dư luận sang các vấn đề khác nhằm tản lực đấu tranh và binh vực lãnh đạo cũng như chế độ Hà Nội, đặc biệt trước những phanh phui thầm cùng bí sử của chính các phe phái đảng đang chơi nhau và tranh giành quyền lực. Khi hiểu rõ những mục tiêu của lực lượng 47, chúng ta có thể hóa giải dễ dàng những hoạt động của lực lượng chuột bằng cách: thứ nhất, gài các nhu liệu ngăn chặn mã độc, không mở các email lạ hoặc đáng nghi ngờ, chủ động loan báo về những email có mã độc, chuyển tài liệu vượt tường lửa cho đồng bào trong nước, mã hóa các tài liệu mật, dùng Gmail hai chìa, cảnh giác và coi trọng an ninh mạng tối đa cho cá nhân để vừa bảo vệ mình vừa không tiếp tay làm lây lan mã độc. Cộng sản Việt Nam đã từng siết mạng, chặn Facebook, cấm nói về Hoàng Sa, Trường Sa, nhân quyền từ năm 2009, nhưng đã không thành công. Đa số những người sử dụng mạng ở Việt Nam đã biết về cách vượt tường lửa. Thứ hai, cần chủ động thông báo với Facebook, Google, Twitter về những thông tin gian trá, hành xử sai trái của chế độ núp sau những trang Facebook, YouTube của Hà Nội và những báo cáo láo của lực lượng dư luận viên và lực lượng 47. Lực lượng dư luận viên đã nhiều lần báo cáo láo về Facebook cá nhân của các nhà hoạt động, khiến những tài khoản này bị đóng, nhưng đã được mở lại sau đó khi chính chủ nhân của trang Facebook đã liên lạc trực tiếp với nhân sự trách nhiệm của công ty Facebook để nhờ can thiệp. Thứ ba, điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần cảnh giác cao độ về những đánh phá, lũng đoạn của Cộng sản Việt Nam qua những bản tin bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ những nhân vật hoặc tổ chức đấu tranh, hoặc có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng dân tộc. Chúng ta cần tập 4 thói quen quan trọng là: thứ nhất, không tin các cáo buộc mà không có bằng chứng. Hãy tìm hiểu sự việc một cách trực tiếp để tránh hiện tượng tam sao thất bổn, góp phần phanh phui sự thật và binh vực nạn nhân bị xuyên tạc. Thứ hai, hãy đọc và kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn, không tiếp tay chuyển tải những bài viết, tin tức mang tính xuyên tạc, gây hiềm khích và chia rẽ. Thứ ba, giữ vững niềm tin, đừng để bị những sự việc tiêu cực lũng đoạn và ảnh hưởng. Thứ tư, đánh giá người và sự việc trực tiếp qua các hành xử và tư cách của đối tượng, đừng tin vào những lời đồn đãi. Bốn điểm sau cùng cũng cần áp dụng trong đời sống offline hàng ngày, vì hiện tượng tiêu cực dễ xâm nhiễm trong cộng đồng chúng ta vốn mang nhiều hoài nghi do những thăng trầm của lịch sử dân tộc, do hệ quả chia rẽ tạo nghi ngờ của chế độ Cộng sản Việt Nam mà cánh tay nối dài của Hà Nội vẫn tiếp tục thao túng từ trong nước ra tới hải ngoại. Tóm lại, giữ vững niềm tin vào chính nghĩa và sức mạnh của dân tộc, vào sự tốt đẹp của đa số đồng bào, dùng phán đoán của trí tuệ dựa vào bằng chứng thay vì cảm tính và thành kiến, thì chúng ta sẽ vô hiệu hóa được sự lũng đoạn của những thế lực hoặc cá nhân đen tối và kết hợp được lòng dân thành sức mạnh vô biên để phá tan màn đêm tăm tối đang ngự trị trên quê hương yêu dấu. Tác giả
Trần Diệu Trần. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc thôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dâng, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Cho mình.